dữ, chắc là ngồi hồi hộp chờ đợi đây nè. Rồi vô ghế đi cưng. Ok, cởi mặt nạ ra thôi, mời hai bạn mở mặt nạ. Chị sửa cho. Rồi, chào hai bạn, vào vị trí rồi ha. Bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, thật rõ tên tuổi, quê quán, công việc của mình để cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin chào chị Cả Tường và bạn gái bên kia, em là Hồ Sĩ Đại. Em ở Nghệ An, hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Em làm bên ngành xây dựng. Xây dựng, làm khâu nào? Em theo anh trai đi làm công trình. Đi làm xây dựng sao móng tay vàng hoàng vậy? Dạ, em bị tai nạn nên nó về nhà nghỉ một tháng này. Nghỉ tháng này là không cắt móng tay. Về cắt móng tay giùm tôi cái đi ông. Dạ. Nha. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30. 30 là sinh năm nhiêu? Sinh năm 90. Sinh năm 90, mời em gái. Dạ, em sao? Xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên là Lưu Thị Hồng Thắm. Năm nay là em 27 tuổi, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2. Quận 2? Dạ. Quận 2 qua Bình Dương thì cũng không có xa. Công việc cụ thể em đang làm là như thế nào? Dạ, em là nhân viên kiểm nghiệm bên công ty dược phẩm 3 tháng 2. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng hoạt bát, thích đi du lịch, hay giúp đỡ bạn bè. Nhược điểm của em là nhút nhát với lại hơi hay quên đó chị. Nhút nhát với hay quên. Rồi còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, làm được việc nhà, tự lo cho bản thân và gia đình được. Còn điểm yếu thì đôi khi em hay nóng tính. Tình trường, trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình thời còn đi học cách đây lâu rồi, còn một mối tình cách đây khoảng 2 năm thì lúc đó chỉ quen qua mạng rồi gặp nhau một thời gian quen ở đấy. Quen được bao lâu? Quen khoảng 1 năm. 1 năm, gặp nhau được mấy lần? Gặp nhau thì cũng nhiều lắm chứ không nhỉ. Quen qua mạng mà gặp nhau nhiều là quen qua mạng là lúc đầu quen lúc qua đầu mạng thôi. Còn sau đó thì cũng gặp nhau một thời gian nhưng mà kiểu hơi xa, nhà xa. Nhà ở đâu mà xa? Bạn gái ở Quảng Ngãi. Rồi em là ở trong Bình Dương. Mà gặp... không, bạn gái cũng làm ở trong này thôi nhưng mà. Rồi bao lâu gặp nhau một lần? Thì lúc đó là em làm công trình ở Gò Vấp nên cùng gặp thân thường xuyên. Rồi bây giờ ví dụ tâm đầu ý hợp nhau nè, thích nhau nè. Bây giờ cổ ở quận 2, em ở dưới Bình Dương, chỗ em thì bao lâu em lên thăm cổ được một lần? Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần bạn gái thích thì em có thể đến bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào? Ghê. Anh ơi, nếu mà 12 giờ đêm em thèm phở, anh có chạy lên không anh? 12 giờ đêm chạy lên thì muộn mà tối, lúc đó lên thì phở cũng hứa rồi. Thì là anh nói là bất kỳ lúc nào mà. Ai biểu xạo, bất kỳ lúc nào. 12 giờ đêm tao đói bụng rồi anh lên chở tao đi ăn phở được không? Thì lúc đó hết đói luôn thôi, buồn ngủ hết đói rồi. Người ta đã muốn gặp mình có nghĩa là người ta chờ mình có lên hay không thôi. Có chứ, đã bảo là lúc nào canh là mình tới được mà. Tôi làm bằng chứng nha, máy quay ghi hình lại đó nha. Có mợ em ở đây làm bằng chứng đó nha anh. Yên tâm đi. Yên tâm đi, người miền Trung tôi thật thà lắm. Rồi vậy còn em, tình trường em sao? Dạ em trải qua ba mối tình. Mối tình thời sinh viên và cái mối tình gần nhất là cách nay hơn 1 năm. Cái mối tình gần đây nhất là quen được bao lâu? Dạ quen được 6 tháng. Lý do sao chia tay? Chắc là do em thì nói nhiều á, còn mà người ta ít nói. Em là năng động nhoi nhoi cho nên là chắc người ta thấy không hợp cho nên là chia tay. Em có thích bạn gái nói nhiều không? Cũng được mà, vấn đề gì. Nói nhiều là nói làm sao? Nói nhiều mà nói chuyện thiên hạ hay chuyện của mình hay là mình thích mẹ nheo hay là mình gọi là đàn ông ta gọi là cam ràm hay là như thế nào? Nói nhiều kiểu như giống như là bạn thân á. Giờ mà trúng đài là nói nhiều lắm chị. Có khi mà nói cả ngày không hết. Có khi nói cả ngày không hết. Dạ. Nhưng mà nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ chuyện của mình. Chuyện của mình thì hai đứa nói nhau được mà. Chỉ có nói chuyện thiên hạ thì nghe nó mệt thôi đúng không em? Đúng rồi. Em là người ít nói hay nói nhiều? Em thì cũng tùy thôi, lúc gặp bạn bè trung hợp thì nói nhiều, bình thường nói ít. Chị nghĩ cái chuyện nói nhiều nó ít không quan trọng, quan trọng có hợp gu với nhau hay không. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là chín chắn, sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, dễ nhìn. Gương mặt hơi sáng xíu. Sáng hả? Hôm nay mặt hơi tối. Vui tính nữa. Vui hả? Dạ. Này vui á. Sáng ở đây là sáng gì? Ý em sáng là sáng sao? Có nghĩa là cái gương mặt lúc nào cũng hay cười á chị. Sáng. Không, cái này hơi tối nhưng mà nó vẫn sáng. Da tối thôi, ta đi công trình nó hơi đen. Dạ. Nhưng mà mặt vẫn sáng quá.
sáng như gươm, lông mi dày, mặt có nét lắm, nét nào ra nét đó đàng hoàng, bụng hơi bự nha. Cao mét mấy? Cao 1m68. 1m68 thiếu 2 phân được không? Ớt 2 phân cũng được. Duyên, tôi nghe lời tôi đi, công trình rám nắng duyên lắm, được. Anh ơi, bụng to chắc là cũng nhậu nhiều lắm anh ha. Nhậu thì không là ấy là không nhậu được. Không nhậu được, dân đi công trình không nhậu. Không thì nhiều khi bắt đắc gì thì cũng uống một lon bia là say rồi. Cũng lạ ha. Lạ. Rồi có tấm hình nào đem theo không? Có. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần nói chung là dễ nhìn một chút với cả biết tự chăm sóc bản thân và gia đình là ok rồi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì từ 1m50 trở lên là được. 1m50 trở lên? Em 54 đủ rồi chị. 54 hả? Trời ơi khó kiếm quá, kiếm đi. Đâu đâu, hình đâu đưa cho đưa coi. Đó đó hả? Đừng bấm bậy bạ coi hình không có được, không cần coi là coi là bậy ráng chịu nha. Anh cho em hỏi là anh nhiêu ký vậy anh? Chắc khoảng 70 á. 70 hả? 1m68, khoảng 70kg. Ở đây hai người đều mập như nhau đi. Hai người như nhau, kiếm đi. Dễ mà, hai anh nó dễ mà. Giờ mình chỉ chọn theo cảm giác thôi. Chứ như thấy ba hai anh này cũng tựa nhau. Mình thích anh nào mình chọn anh đó thôi. Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Da cũng hơi ngâm. Da hơi ngâm. Tôi thấy anh này ngâm quá trời luôn nè. Anh này ngâm luôn, đen thùi lùi nè. Nhưng mà thà em không có chọn người xăm hình. À em không chọn người xăm hình, em chọn anh da ngâm phải không? Dạ. Còn em? Em chọn người này. Tại sao chọn cô đó? Thì theo cảm giác thôi. Cảm giác trội hay vậy ta. Ba cô gái. Thôi tôi không biết luôn, tôi cũng đang nghi ngờ. Cô nào chỉ vô lại? Cô đó. Giữ đi, giữ yên nguyên đó, tôi mở cửa ra tôi đến hai tôi mù rồi. Em cố tình chơi trò đó chị. Rồi, trả điện thoại lại, chọn đúng rồi đó. Anh không có xăm mình nhưng mà còn em là phải coi vấn đề, phải coi lại nè. Rồi, kính thưa quý vị, cửa trái tim sẽ được phép mở ra để chúng ta check lại một lần nữa về việc chọn người qua hình. 1, 2, 3. Em chào anh. Sao? Hỏi cổ coi em thấy em chọn đúng người chưa? Hình như là đúng hay sao? Hình như là đúng hả? Hỏi cổ đi, chứ tôi đâu biết. Em ơi. Thôi, tặng hoa đi rồi hỏi. Dạ, em cũng có phần quà dành cho tặng. Cảm ơn. Em là ai trong ba người này? Em là ai trong ba người này? Không thấy, cũng mệt luôn. Em đâu có trong đó đâu. Trời ơi, bà đã oan nghiệt dữ vậy. Không có cho mày thiệt luôn hả? Em cố tình đó chị. Hèn chi tôi thấy không giống người nào hết trơn á, trời á. Xin lỗi em ha, không có ai chồng hết trơn á. Rồi giờ sao? Nếu mà hai tấm mà đều có em thì quá dễ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cho người tham gia chương trình lạ vậy luôn á, đưa hình người ta lựa không có mình ở chồng. Em muốn gì? Còn một tấm mà chị. Tấm này coi có không? Tấm này cũng phân biệt được luôn đấy. Không phải à? Em cũng chịu luôn đấy. Chịu rồi, tôi cũng chịu luôn. Cổ đây nè, đang mắc kiến kìa thấy không? À. Mà tại vì thách đố người ta lần đầu người ta đã hụt rồi, nên lần sau tao thôi giờ coi quà đi, coi cổ tặng cái gì kìa. Cô này cô bí ẩn lắm, nhiều khi hộp quà không có gì chậm đâu. Nhẹ thế, nhẹ thế. Hộp không, bình tĩnh cưng. Vậy gì thôi. Trời đất ơi, tưởng đâu không có gì chậm thiệt chứ. Cái một khóa. Trời ơi, tôi tưởng không có gì chậm chứ. Sao cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Bạn gái thì cũng khá là xinh. Còn gì nữa không anh? Mà bạn gái của em ở đâu ấy nhỉ? Dạ em ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Nhớ tên cổ không? Ừ. Vậy hỏi đi chứ bạn gái gì nữa. Em tên gì ấy? Dạ em tên Thắm. Dạ. Sao mặt này có sáng không em? Dạ sáng. Đúng không? Chị nói đúng ha. Mặt tối nhưng mà sáng. Tối là da tối thôi nhưng mà sáng. Thế em sau khi cửa trái tim mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Lúc mà chưa có nhìn thấy anh này á thì em nghĩ anh này cũng hơi nhát. Nhưng mà nhìn gương mặt á thì chắc là không có nhát đâu. Nhát không? Thì cũng tuy lúc này em nói rồi. Không có nhát đâu, ông này không nhát đâu. Mặt này mặt không có nhát đâu. Mặt ơi được rồi, tôi đi ra ngoài. Tôi cho hai người không gian riêng. Mạnh dạn lên, tự tin lên. Để không thôi người ta nói mình nhát nghe không? Rồi xin mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Mận Đỏ. Mời hai bạn thưởng thức món salad stick bò Úc. Bò Úc và bò Mỹ là một trong những nguyên vật liệu Âu nổi tiếng, kết hợp với salad, dưa leo, cà chua kiểu Việt Nam và sốt Pháp nổi tiếng French Soup là một sự kết hợp rất thú vị trong cái món ăn này. À, bây giờ thì Tường mời hai bạn nhé thưởng thức món salad stick bò Úc tại nhà hàng Mận Đỏ. Nhớ là vừa ăn uống vừa thoải mái tự nhiên trò chuyện với nhau. Tự tin lên nha.
Em bình thường là đi làm là thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là sao? Dạ, công việc của em thì thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Còn anh? Đi làm thì nghỉ giờ nghỉ lúc nào thì mình tự sắp xếp chứ mình không tự nghỉ được. Nếu mà anh đi làm công trình như vậy thì chắc là cũng thường đi xa nhỉ? Thì cũng ở khu vực Sài Gòn, Bình Dương, xa nhất thì cũng số ngày mình thấy như giờ bây giờ anh đang làm ở Đồng Tháp, ở xa một chút. Nói chung là như vậy em có chấp nhận được hay sao? Nếu mà thường mà một lần mà anh đi công trình như vậy thì mất khoảng bao lâu? Nó cũng tùy công trình nói, lúc mình làm thì có thể là 1-2 năm cũng có, nhưng mà mình sắp xếp mình về mà, còn đâu có phải là từ chỗ nọ đây ở luôn đâu. Em mời anh ạ. Em giờ ở đấy ở một mình à, hay ở với anh? Em đang ở với đồng nghiệp. Thì ở nói chung là bình thường đi công trình thì ở lại công trình đa số thôi, còn cái lúc nào về thì về nhà, ở trên nhà anh cái, ở trên Bình Dương. Nhà thì rộng rãi, thích ở. Lúc nãy nghe nói anh cũng biết nấu ăn hả? Đúng rồi. Tại vì bọn anh đi làm công trình thì như kiểu là mình phải nuôi công nhân đấy. Nên là mình thì tự nấu ăn. Bình thường ngày mẹ anh vào nấu ăn, nhưng mà lúc mà không vào được thì tự nấu ăn cho họ. Họ chúng là nấu ăn thì không ngại cái gì hết. Anh có thích đi phượt không? Hồi xưa là sở thích đấy, đi phượt là đi, nói chung là ở khu vực từ Hà Nội tới bao đấy là hầu như là chỗ nào đặt chân qua. Hồi xưa là vua phượt, nhưng mà những năm gần đấy thì kiểu như mình đi làm thì cũng không có thời gian, cũng đi được. Ta coi phiên bản bạn muốn hẹn hò, mỗi người chỉ có 2 phút để nói chuyện thôi. Nãy giờ tôi thấy là gần chục phút rồi đó. Rồi bản chất gì chưa em? Nói chung là cũng hiểu sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ em dự định sẽ lập nghiệp ở đâu? Em thì dự định lập nghiệp ở đấy thôi. Ở Bình Dương thì giờ anh trai cũng ở trong này. Bao lâu nữa thì em tính tới chuyện kết hôn được? Sáng năm. Sáng năm? Đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Thì cũng chuẩn bị bình thường vậy. Bình thường bây giờ lấy nhau về ở đâu? Lẽ ở chung với anh nữa? Ở nhà lại, rồi hả? Lại nhau về thì tạm thời ở nhà anh trái. Còn một thời gian nữa thì mua nhà mua ở đây luôn. Vậy đó là ở một mình chứ còn lấy vợ rồi, không lẽ ở chung với anh? Nhà rộng mà. Bởi vì giờ hai anh em thì toàn đi công trình, ở nhà toàn có chị dấu thôi. Ở đây thời gian nên vui được đến cái sao đó. Được đâu thì phải tạm thời ở một thời gian nữa chứ. Thời gian là bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đó. Nhưng mà mình có tự tin với mình lập gia đình là mình phải lo được cho vợ con mình. Mình có tự tin làm được điều đó không? Là tiến thì phải cố gắng. Phải cố gắng. Rồi bây giờ mời bạn bóc một lá bài ha, của chương trình, để mình cho nó vui, tập lớn lên. Hãy yêu cầu bạn Nam kể ra 3 tật xấu của bản thân. Nhiều chứ, 3 tật thì rõ gì. Ừ thì kể đi, 3 cái nào xấu nhất á? Nóng tính. Em có hút thuốc. Có hút thuốc, không nhậu mà hút thuốc. Không nhậu nhưng hút thuốc. Tại vì hút nhiều không? Ngày chưa hết một gói. Ngày chưa hết một gói, cũng thật thà. Cái thứ ba. Lười cái gì? Lười tắm hả? Lười ăn? Mà lười mọi chuyện. Cái kiểu bình thường mà đi làm thì lại sướng, nhưng mà về nhà thì lại lười. Lười là lười cái gì? Ví dụ? Về quê ấy, bố mẹ lo cho thì lại cứ đi chơi suốt ngày. À, kiểu như là giặt giũ rồi quét dọn thì... Đúng rồi, giặt giũ thì có mấy giặt không vấn đề, quét dọn thì mình cũng... Không, người ta lúc... thanh niên độc thân thì cũng vậy, là cũng bình thường. Lúc đi làm thì phải tự chăm sóc con về nhà. Cứ bạn bè đi chơi mà thôi. Hốt về vợ chăm sóc đó. Rồi, được. Coi như là cũng được cái thật thà. Bên đây, đọc lớn lên. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, khiến cả hai luôn yêu nhau. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, và làm sao để mà cả hai người luôn yêu nhau. Này khó quá ta. Làm sao để cho cả hai, giờ cho là thí dụ mình yêu rồi đi, bây giờ làm sao để cho giữ lửa được, làm sao cho cả hai luôn yêu nhau. Theo em nghĩ là khi mà yêu nhau á, thì nếu mà cứ bên cạnh nhau hoài á, thì cũng nhanh nhàm chán. Quan tâm nhưng mà đừng quan tâm quá nhiều. Chia sẻ những khi mà người ta gặp khó khăn. Em nghĩ là như vậy. Quan tâm mà lại đừng quan tâm quá nhiều. Cô này cũng ngược. Thường thường phụ nữ là thích được quan tâm, thích được chiều chuộng. Mà cô này cũng nói muốn giữ lửa tình yêu là đừng có quan tâm quá nhiều. Em thấy sao?
Tại vì khi mà nếu mà mình quan tâm nhiều quá thì người ta cảm thấy là mình đang được nuông chiều, cho nên là họ không có trân trọng cái tình cảm của mình. À, cũng là một cái lý hay. Gái chiều nó quá cái tự nhiên nó cũng chảnh chảnh lên, thế nên nhiều khi nó cũng mệt. Lâu lâu mình chọt chọt cho chờ đợi chơi vậy đó thì nhiều khi là lại giữ được lâu. Cũng hay. Con trai cũng vậy nữa chị. Con trai cũng vậy phải không? Hợp lý không em? Hợp. Hợp lý. Bây giờ trước khi bước vào cái đoạn là mình sẽ bấm nút hẹn hò thì hát bây giờ bạn nam có tình với bạn gái chị coi coi, hoặc là anh hát một bài hát em tạm gì đó cho bạn gái ngày hôm nay cảm thấy nó vui một xíu nè. Thôi để em tỏ tình đi. Tỏ tình đi, mời em bước qua. Em là em khó lắm á, phải làm sao em mới ấn tượng. Thì giờ đến đây rồi thì không cùng là có như một cơ hội đấy. Anh không hy vọng đấy là cái bản án này không phải là lần cuối cùng mà chúng ta có nhiều bản án khác để hai người được không. Em có cho anh cơ hội không? Anh phải thể hiện sau đó để em tin thì em mới... Thì được đâu thì mình cứ là bạn bè đấy thôi. Một thời gian từ từ mình tiện xã hơn cũng xong. Chị đi tỏ tình mà khoanh tay với tay để đâu. Ví dụ giờ mình mượn bạn gái, mình nắm tay bạn gái 30 giây rồi mình nói một câu gì đó được không? Tay em đang lạnh lắm anh. Rồi, nắm thì cảm nhận rồi mới nói được. Nhìn cổ, nhìn đi đâu tùm lum. Cho anh cơ hội để được chứng minh lớn những lời nói của anh là sự thật. Rồi được rồi, về đi, tôi hiểu rồi đó. Tỏ tình được rồi đó. Sao sao, cảm xúc sao? Nắm tay anh có gì không? Dạ, vẫn còn lạnh. Vẫn còn lạnh, vậy là anh chưa đủ nóng. Dạ. Qua cái cảm nhận đầu tiên của em thì em cảm thấy là anh chưa có đủ độ chân thành, chưa có nghiêm túc. Thì cứ để cho anh thời gian để anh chứng minh cái điều đó đấy. Bây giờ ở trên này thì cũng mình cũng thời gian nó ít quá. Lý do tại sao em lại thấy anh không nghiêm túc? Chưa nghiêm túc thôi thì cái cảm nhận của em cảm thấy khoảng 70%. Có nghĩa là 70% là đúng. Yeah. Thế thì nó vẫn có cái xác suất 30% là sai. Đôi lúc có thể khó nhìn nhận con người ở một cái nhìn đầu tiên, nó cũng khó lắm. Cho nên mình cẩn trọng là một xíu, nhưng đó là cảm xúc của em cứ giữ, em cứ suy nghĩ. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống nó cũng có những cái nó khác biệt. Cẩn thận là một chút xíu nữa. Rồi, quyền là quyền của các bạn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa của mình, hoặc là cái cảm xúc trong lòng mình nó có một cái luồng điện nó chạy qua, nó có sự rung động, thì chúng ta bấm nút cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như chúng ta cảm thấy là vô duyên, đối diện bất tương phùng, cái kiểu dạng giống như ngồi gần mà không có nguồn điện, không có cảm xúc, chúng ta không bấm. Không bấm vì lịch sự mà bấm vì chính cảm xúc của bản thân mình. Rồi, hai bạn nhìn thẳng nhau 10 giây, đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, bởi vì khi mà em bấm thì lúc đó là em phải có rung động. Em luôn tôn trọng mình gái sao thì... Nhưng mà chị rất là ok, chị thích em ở cái chỗ là sau khi bạn gái nói như vậy nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình là bấm nút, là chị đồng ý. Nam Nhi là phải như vậy, tại vì mình cơ bản mình thích là mình bấm, mình có rung động là mình bấm, mình làm đúng với cái quyết định của mình. Mời hai bạn đứng lên. Có thể là ít phút của chương trình thì các bạn không đủ để cảm nhận được nhau, thì Tường cũng có một chút nuối tiếc, thì thấy các bạn cũng khá là tương đồng đó. Thôi thì đó là quyết định của các bạn, thì Tường luôn trân trọng và cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 7 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mời anh giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Rồi. Rồi anh cứ nhìn thẳng vô camera điện thoại để mình chia sẻ. Xung quanh mình có ai hay sao anh? Tại thấy anh hay nhìn ra ngoài á. Không có ai chứ như vậy. Dạ rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu luôn. Mời anh giới thiệu về mình ạ. À. Em tên Mến. Dạ, mình là cái gì Mến à? Phạm Nhân Mến. Rồi, anh cứ giới thiệu đi anh. Sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu, đang làm gì, thấy thiếu gì, bọn em sẽ hỏi thêm nha. Sinh năm 1989. Quê Hậu Giang. Rồi mình đang làm công việc gì? Tài xế. Tài xế là mình chạy cho mình hay là mình chạy cho ai? Anh nói cụ thể giùm em cái đi. Chạy cho người ta chị ơi.
chạy thời gian như thế nào, chạy chở cái gì như thế nào, xe bao nhiêu chỗ, anh nói cụ thể giúp em nha. Em chạy thằng cẩu. Tài xế chạy cần cẩu. Rồi hôm nay mình có chạy không? Không chị, bữa nay không có chạy. Là hiện tại là gia đình mình cũng ở dưới Hậu Giang luôn. Dạ. Rồi anh Mến nói một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Nó sao ta? Điểm yếu là hay nhút nhát. Trước đây mình đã từng tham gia casting gì chưa anh? Chưa chị ơi. Rồi nhát quá vậy sao mà mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình vậy? Lên sân khấu mình có nói được không? Bởi vì nãy giờ nói chuyện thôi không muốn rung người nào Phải tự tin bản lĩnh lên, tại vì lên sân khấu là mình nói chuyện với bạn gái đó. chắc lên đó uống một hai lon bia được không ta cho nó bớt rung Dạ không được nha anh. vậy hả rồi hỏi tiếp đi vậy. Rồi bây giờ anh chia sẻ về cái chuyện tình trường của mình đi. Mình đã từng trải qua mấy mối tình hay đã từng lập gia đình gì chưa? Ba mối tình rồi. Rồi ok, anh chia sẻ đi, mối tình nào quen lâu nhất làm sao mà mình chia tay? À, tại không hợp nhau, mối tình đầu tiên ở Sài Gòn. Để em nhớ lại ngay, hình như 8 năm á. Quen 8 năm cũng lâu á, sao mà lại không hợp? Không hợp cái điểm gì? Tại đi làm hoài không ở nhà. Ít có về nhà lắm. Là hồi trước là mình làm ở Sài Gòn rồi bạn gái ở dưới quê hay sao anh? Hồi đó em làm ở vòng vòng miền Tây, bạn gái ở Sài Gòn. Rồi một mối tình 8 năm đó. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Rồi sau này có vợ. Là mối tình thứ hai. Alo, alo. Dạ rồi hồi nãy nó hơi rớt mạng vậy thì mối tình gần đây nhất thì mình quen như thế nào? Thì cũng đi làm gì là chị người quen Rồi bây giờ anh chia sẻ về mẫu người bạn gái mong muốn đi. vừa hiền mà vừa giỏi là được rồi Rồi tuổi tác vùng miền ở đâu thì được anh? ở miền Tây Dạ rồi. Bạn gái chưa từng lập gia đình hay là đã từng lập gia đình thì có được không? được. Đã từng lập gia đình cũng được. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn gái này nữa không anh? Không chị ơi, có bạn gái thì mừng rồi, khỏi cần cái gì hết. Dạ rồi. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết. Nhưng mà em thấy là trong cái quá trình casting đó, thì anh cũng chưa có thật sự là nghiêm túc với chương trình lắm á. Tại Thì ba ngày đó chị ơi. dạ, thì em đang 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 cảm thấy là như vậy. Còn nếu như mà anh được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Tại Dạ. vì cái này chỉ là cái vòng cast đầu tiên và cast rất là nhiều người, sau đó mới chọn những cái người thật sự là nghiêm túc, thật sự là mong muốn tham gia chương trình thì chương trình mới chọn vào vòng 2 để mà tìm một cái cô gái phù hợp cho mình nha. Tại em hay diễn hài lắm. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh nha. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình ạ. Mình cast xong rồi anh có thể bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giúp tụi em nha. Rồi rồi. Chia sẻ nhanh thôi, tại vì ở đây thì sẽ xem cái cách mình nói chuyện như thế nào á, có tự tin chủ động hay không nha. Rồi mời em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Tên là Phùng Ngọc Anh, em ở Hà Nội. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97 ạ. Ôi, ở Hà Nội. Vậy thì là em đăng ký chương trình như vậy thì là có sắp xếp vào trong thành phố Hồ Chí Minh ghi hình nếu có người phù hợp không? Vâng ạ. Là có thể vào Sài Gòn được hả? Hồi giờ có vào Sài Gòn Em chưa đi vào trong đấy bao giờ. không? Em đang làm gì ở ngoài Hà Nội? Em đi làm ở bên công ty Thợ Mộc. Làm công ty thợ mộc. Rồi, em là đang ở cùng với gia đình hay là quê là em là ở đâu? Em ở quê ạ. Quê em ở đâu em? Quê em ở Tần Lĩnh Ba Vì, Hà Nội. Rồi, mình chủ động mình chia sẻ đừng có đợi chị hỏi rồi mới nói nha. Bây giờ Ngọc Anh chia Vâng. sẻ cho Thủy thử coi là điểm mạnh điểm yếu của em là gì. Dạ, điểm mạnh của em biết chăm lo cho gia đình,
Ai thì nhà em bây giờ còn có hai mẹ con thôi ạ. Là em đang ở chung với mẹ hả? Vâng ạ. Rồi. Còn gì nữa không? Điểm yếu là gì? Cứ nói hết đi em, thấy thiếu gì chị sẽ chia sẻ. Vâng ạ, em hết rồi chị ạ. Từ trước giờ tình trường em quen mấy người rồi? Em thì quen một mối tình cách đây khoảng 4 năm rồi ạ. Rồi mối tình đó quen bao lâu sao chia tay? Họ không đồng ý nên là em chia tay ạ. Cái gì ai không đồng ý em? Vì họ không đồng ý ạ. Là quen bao lâu? Em quen được 3 năm rồi ạ. Quen 3 năm mà gia đình bạn gái không đồng ý hay là bạn gái không đồng ý quen tiếp hay là như thế nào á? Về gia đình nhà bạn gái ạ. Rồi, bây giờ em chia sẻ về hình mẫu em mong muốn đi. Dạ, em thì muốn là người dịu dàng, nết na, biết chăm lo cho gia đình được chị ạ. Rồi, bạn gái ở đâu thì được? Ở ngoài Hà Nội đó chị ạ. Là chỉ quen bạn gái Hà Nội thôi. Mà em mà đang ở Hà Nội vậy thì ở ngoài đấy em không gặp được ai hay sao mà phải vào chương trình? Rồi đi xa như vậy rồi cũng mong muốn tìm bạn gái ở Hà Nội thôi. Thích vào chương trình hơn chị ạ. Vào chương trình cái tiêu chí được chọn nó khá là khó để lên truyền hình, tại vì mình phải tự tin chủ động chia sẻ. Nãy giờ chị thấy em là chưa chủ động lắm. Nói chị ạ. Vâng. Rồi bạn gái ở Hà Nội rồi còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không em? Dạ. Em không ạ. Rồi ok, nếu mà em được chọn á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết ha, tại vì ở đây chỉ là cái vòng đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì chương trình sẽ thông báo để mình biết và mình sắp xếp những cái lần sau mình tham gia nha. Vâng ạ. Rồi cảm ơn em, mình cắt tin xong rồi đó em. Vâng ạ. Tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhé. Chị chủ động giới thiệu nhé. Lý Diệu trong Diệu Vàng á. Mình sinh năm 1980. Nay mình đang là giáo viên dạy bên tiểu học. Thì cũng xin lỗi chương trình là sáng nay là có buổi tập trung học sinh, thì cũng có báo với lại chương trình là hôm nay mình có đi làm đó, học sinh cũng có tập trung đó. Do đó là cũng xin lỗi chương trình là hồi nãy mình không có nghe kịp. Còn mình chưa có gia đình mà mình cũng hơi ồn. Dạ vâng, chị Diệu là đang ở đâu ạ? Và chị là giáo viên dạy lớp mấy, dạy bộ môn gì? À, mình là giáo viên dạy tiểu học. Chị dạy môn gì ạ? Không, tiểu học thì nó không có môn. Mình giáo viên chủ nhiệm mình sẽ dạy hết tất cả các môn. Chị ở đâu? Và chị có điểm mạnh, điểm yếu gì? Mình ở, hiện nay mình đang sinh sống ở quận 12, nhưng mà mình làm ở bên quận Gò Vấp. Nói chung thì giáo viên tiểu học thì nó cũng có nhiều cái tài lẻ, nhưng mà mình thì cũng không có tài lẻ gì nhiều. Đó thì công việc chính của mình là cũng dạy thôi, nên là mình cũng không có mỗi cái mình biết một chút. Ví dụ như mỗi cái biết một chút thì là những cái như nào chị ạ? Ví dụ như mình cũng biết hát được, mình cũng múa được. Mình cũng tại vì dạy tiểu học mà nên là các cô phải cũng có những cái năng khiếu đó. Dạ vâng. Có năng khiếu hát múa. Dạ vâng. Cái điểm mạnh nói chung là mình là người sống khá là không hướng nội á. Không hướng ngoại. Chung là mình hướng nội, mình cũng không có thật sự là nhỏ lớn giờ là đi học xong rồi đi dạy đi làm, chứ không có thật, nói thật là cũng không có khéo về trong cái vấn đề nấu nướng hay là nội trợ. Nhưng mà tại sao mà tới bây giờ mình vẫn chưa lập gia đình gì nhỉ? Tại vì trước đó thì mình cũng có
có một mối tình, nhưng mà sau đó thì cái người đó đi lấy vợ và mình cảm thấy là xong rồi đó mình lại tập trung vào việc học để mình học nâng cao. Sau đó là mình học xong, để tập trung vào việc học xong thì mình quay lại thì mình thấy là mình cũng cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Lúc đó thì nhìn qua bạn bè thì cũng cũng có người thì cũng đã lập gia đình rồi. Tự nhiên mình cũng muốn tìm một người để mình lập gia đình, nhưng mà không phải là mình muốn là được, đúng không ạ? Dạ. Do đó là mình cũng tìm một người, nhưng mà thật sự là mình cũng chưa có cái thời điểm đó thì mình cũng buồn và mình cũng chưa có mở lòng. Mình cũng có quen một số người, nhưng mà mình cứ hay cái điểm yếu của mình là mình mang người ta ra so sánh á. Mặc dù là mình không nói trước mặt người ta, nhưng mà mình cũng so sánh ngầm như vậy đó. So sánh đến người cũ rồi chị. Thì đúng rồi. Đó, mình so sánh. Không phải là mình so sánh trước mặt người ta, mình cũng ngầm ở nó chứ. Cái người đó mặc dù là không có bằng, nhưng mà mình cũng hay suy nghĩ á. Đó. Dạ rồi. Dạ. Chị, nhưng mà cái mối tình của chị như là chị kể cụ thể hơn dù với em xíu, là chị với anh ấy yêu nhau trong vòng mấy năm và lý do tại sao mà mình không đi tiếp được, và người đó có như thế nào mà để cho chị ấn tượng? Người đó mình quen thì lúc đó làm công an, sau đó thì mình cũng chỉ nghe nói lại thôi, cứ nói lại là mình không có hợp tuổi á. Nên là mình xong cái đùng một cái thì người đó đi lấy vợ, mình cũng không biết. Dạ. Dạ. Hai chị yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ cũng được. Nói yêu thì cũng không phải yêu, mà thật ra thì mình cũng khá là cũng chưa phải là yêu chính thức nữa, tại vì hai người cũng chưa nói yêu nhau hay là như thế nào đó, nhưng mà tức là nói sao ta? Trong thì là ngầm hiểu là yêu rồi, nhưng mà chưa ai nói với nhau ai là mình yêu nhau hết. Không chị, là bao lâu á chị? Ý là cái thời gian để mình ngầm hiểu chuyện đó là bao lâu? Dạ cũng được 5-6 năm ạ. À, 5-6 năm mà chị nói ngầm hiểu, mà chị nói đụng cái người ta ra đi, người ta không nói lý do vậy chị? Theo chị lý do là gì? Nó không phải đơn giản chỉ là hợp tuổi thôi đâu. Tại vì lúc mà mình quen á thì mình cũng có nghe mọi người nói là anh này cũng đang quen một người khác mà hình như là đã có con rồi, nhưng mà mình hỏi thì anh đó không có trả lời đó. Anh đó cũng chối thôi, nhưng mà đụng cái thì lúc mà mình đi học nâng cao thì là cái ngày mà mình đi thi là anh đó cưới vợ. Tại vì cái này em thấy đang nó có vấn đề trong cái việc chị tìm hiểu đó. Tại vì 5-6 năm rồi mà không cưới thì thôi, chừng năm thôi là dẹp được rồi chị. Chừng 5-6 năm chị cho nó mất thời gian. Không, tại vì mình không biết có lý do gì không? Lý do gì trong cái việc? Mình nghĩ là chắc là do là mình yêu nhiều hơn, còn anh đó anh không có yêu mình nhiều bằng. Cho nên là anh không có cưới chị đúng không? Anh cứ kì kèo vậy phải không? Đúng rồi, anh vẫn quen mình, nhưng mà anh vẫn quen người khác. Và mình nghe mọi người nói là anh đang quen người đó và đã có con rồi. Mà thật sự là đến khi mà anh cưới là con anh đã mấy tuổi rồi. Chắc có thể là mình cũng không có sâu sắc trong cái vấn đề đó, nên là mình nói chung là mình tin tưởng cũng hoàn toàn á, nên là mình không đúng có rồi. Dạ đó, cho nên ý anh nói là như vậy để sau này mình rút kinh nghiệm chị. Ví dụ quen mà 6 tháng năm không cưới rồi dẹp đi, mất thời gian chị biết không? Dạ. Mất thời gian của phụ nữ mình rồi, bây giờ chị thêm mất niềm tin ở cuộc sống đàn ông nữa, thì bây giờ thế thì chị muốn tìm cái người như thế nào? Cái người đó ví dụ như cái tuổi của chị, nếu mà người đó ly hôn thì được không? Nhất là mình cần tìm người, nhất là người đó là chân thành, và người đó nếu thật sự nếu mà có duyên đến với nhau thì là mình cũng không cần đòi hỏi là đến cái tuổi này thì tìm một cái người mà chưa lập gia đình thì chắc cũng có vấn đề, mình nghĩ vậy. Nên là mình nói là mình cũng không có đặt nặng về cái là người đó đã có vợ hay chưa, nhưng mà nếu mà thật sự mà quen là mình phải rõ ràng. Ví dụ như là người đó đã phải dứt khoát với người trước rồi, không có còn dây dưa nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người đó cũng chân thành và hiểu hiểu cái công việc của mình,
hiểu thông cảm cho mình, để nói chung là có thể là một người bạn đầu tiên, có thể là một người bạn để mình có thể mình chia sẻ, sau đó là mình hiểu rồi mình chia sẻ tâm sự, xong đó thì mình sẽ hiểu rồi mình sẽ có cảm tình hơn, chứ mình cũng không đòi hỏi là người đó phải phải tuyệt đối thương mình hay như thế nào đó, nhưng mà mình muốn là cái gì cũng phải rõ ràng. Rồi, ok, chị. Dạ, chương trình cho mình hỏi xíu được không ạ? Dạ vâng, chị hỏi chưa? Dạ, tại vì mình cũng khá là nhát nên là nếu mà mình quen mà mình không có lên chương trình được không? Chị ơi, đây là chị đang cắt tinh cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, là chương trình phát sóng truyền hình. Dạ. Là bọn em từ lấy vào ngồi nghe chị nói để mà tuyển vào vòng trong là ghi hình với chị. Chị có thật sự là muốn tham gia chương trình không để bọn em muốn biết. Dạ, tại từ lấy giờ là cũng hơi mất thời gian. Dạ, xin lỗi chương trình ạ. Dạ, chị có vậy chị có tham gia chương trình không ạ? Dạ, mình có một cái yêu cầu nhỏ đó được không ạ? À? Dạ, chị nói đi. Dạ, thì mình là gốc 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 cách mạng á, mình nói mình nếu mà được thì mình tìm một người không có đạo á. À, tìm người không có đạo đúng không? Dạ, dạ. Với lại ví dụ như là có con cái riêng thì cũng được, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con lớn cũng được, bởi vì mình không có phải là bao dung độ lượng để mà có thể là nó là mình lo chọn được á. Dạ rồi, em hiểu rồi ạ. Dạ vâng. Dạ. Còn ví dụ như người đó mà có gia đình rồi thì cũng mình cũng muốn là phải rõ ràng là đã dứt khoát rồi, đã ly dị rồi hay như thế nào đó. Chứ cũng không phải là... Chị vào chương trình đó chị vào chương trình của mình á là sẽ kiểm tra giấy tờ rất là rõ ràng, cho nên chị yên tâm cái vấn đề chắc chắn là sẽ dứt khoát. Nhưng cái vấn đề mà em lo cho chị là chị cần phải biết cái cách tìm hiểu một người. Bởi vì nếu không á, cái người này người ta giấy tờ người ta ok, người ta dứt khoát rồi, nhưng người ta còn dây dưa bên ngoài là tụi em không biết nha. Chị hiểu ý em không? Có nghĩa là người ta đã dứt khoát và giấy tờ người ta nộp đầy đủ, người ta đã ly dị xong xuôi về mặt thủ tục pháp lý. Nhưng mà về cái mặt mà bên ngoài đó, nhiều khi người ta còn dây dưa qua lại thì cái đó chị phải là người tìm hiểu. Chứ chị đã từng quen một cái anh công an rồi, nhưng mà cũng đâu có phải là cái nghề đó người ta sẽ nói người ta tốt đâu, đúng không? Đó, cho nên là chị cần phải biết cái cách để chị tìm hiểu. Chứ còn em thấy theo nguyên tắc là chị, cái này em chia sẻ cho chị thôi, 6 tháng tới 1 năm mà cái anh đó mà yêu chị là sẽ đòi cưới chị. Còn 6 tháng 1 năm mà không thì no, dẹp luôn đi chị. Nè, em chia sẻ cái kinh nghiệm cho chị biết để đừng có mất thời gian vào những cái người ta không thật sự yêu thương mình. Ha. Dạ. Rồi ok, nếu mà còn như em nói về cái chương trình mình ha, là ở đây casting để chọn các bạn tham gia ghi hình ở trên truyền hình. Và mình muốn tìm được một cái người mà như ý mình á, thì mình phải có cái sự đánh đổi, giống như vượt lên chính mình mà anh Quyền Linh dẫn chị biết không? Chị phải lên chương trình, chị phải xông pha, chị phải qua những cái vòng casting cực khổ của chương trình. Còn nếu như chị nói là thôi chị ngại lắm này kia thì chị sẽ tự tìm, mà chương trình không có hỗ trợ với các cái vấn đề ở bên ngoài đó, là chị phải tự chị lo cái phần đó. Còn tụi em ngồi đây mất thời gian, công ty trả tiền để tụi em casting để chọn những cái nhân vật thật sự là cần để mà tham gia chương trình, chứ không phải lên để chơi gì hết á, nên chị yên tâm là ai lên cũng vất vả như chị thì người ta phải thật sự nghiêm túc đó. Nha, chị suy nghĩ thêm, bởi vì ở đây chỉ là vòng casting vòng 1 thôi, sơ tuyển thôi. Nếu chị được chọn thì tụi em sẽ liên lạc lại, và nếu như chị không có cái nhu cầu khi mà chị suy nghĩ lại bữa cast ngày hôm nay á, thì lúc mà tụi em liên lạc chị trả lời luôn là chị có muốn tham gia hay không luôn giùm em nha. Em mai muốn là chị cứ xác nhận lại cái việc mình có thật sự mình đi tìm cái tình cảm mình hay không. Đó, bởi vì chương trình mình là làm phải thủ tục giấy tờ rồi nó rất là rõ ràng. Ha chị ha. Thì ở phía chị là cái chị ngại thôi. Chị như chị nói gia đình mình là bên cách mạng rồi ngại lên tivi hay gì đó, thì cái đó mình phải không, phải làm. Không phải, gia đình mình thì không có gì hết. Ý mình nói là mình là cũng có đảng, có ấy, là mình sợ là theo đạo á, mình theo không được. Không, cái đó là ở đây nè, mình casting ở đây là tụi em. Nếu mà gia đình mình có cách mạng rồi mình ngại lên tivi hay gì không có. Mình chỉ cứ đánh nha thôi. Chị đừng có lo cái chuyện đó. Còn cái việc mà hôm nay nói chuyện là cũng là rất là run rồi. Em hiểu, cho nên là em cũng muốn chia sẻ rõ luôn để mà chị biết được cái tiêu chí luôn. Còn chị không ngại là chị cứ lên đó chị kiếm chồng thôi, bình thường ai cũng có cái cơ hội đó như nhau. Như chị ha.
Dạ, rồi. Cảm ơn. Rồi rồi, dạ rồi, em chào chị nha, em cảm ơn chị.